Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án cục lãnh sự, thêm lời kể của nạn nhân phải mua vé giải cứu giá cắt cổ. Sau vụ bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng cục lãnh sự cùng 3 người của Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Nhiều người đã lên tiếng về việc mình bị ép mua vé giá cao trong thời gian đại dịch. Thông tin ban đầu vào ngày 28 tháng 1 nói đây là vụ án cục lãnh sự liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Tuy nhiên, một số người phản ánh với đài tiếng nói BBC tiếng Việt rằng ngay ở đầu dịch, những chuyến bay hồi hương đã có những tình trạng phải mua suất và những chuyến bay thuê nguyên bao phi cơ đã bị hét giá lên trời. Đây là hình ảnh hành khách về Việt Nam trên chuyến bay giải cứu khi dịch Covid bùng phát. Đối với các chuyến bay và hồi hương giải cứu, người dân phải thuộc diện ưu tiên như các trang đại sứ quán Việt Nam liệt kê là khoảng 3 nhóm đối tượng. Và những người đủ tiêu chuẩn để lên các máy bay này thường là do nhân viên đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài lập danh sách từ những đơn nguyện vọng. Trả lời đài BBC tiếng Việt, ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của trang Tôi và Sứ quán, trang web thường ghi nhận các phản ánh về khúc mắc tiêu cực liên quan đến hoạt động lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cho biết như sau. Trong 2 năm đại dịch vừa qua, diễn đàn của chúng tôi nhận được các lời than phiền về việc các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài gây khó khăn cho người dân. Cụ thể như việc lạm thu, hạch sách giấy tờ, tạo ra các thủ tục để gây khó khăn cho người dân. Thế nhưng cái mà gây nhức nhối nhất là những lời kêu cứu của những người Việt Nam đi lao động, đi du lịch, đi học trên khắp thế giới, không thể đăng ký mua vé trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam tổ chức. Khi viết đơn lên các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước đó, không được xét duyệt để trở về nước. Bản thân tôi ngay từ tháng 4 năm 2020 đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước về việc tổ chức hỗ trợ các người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thế nhưng rất tiếc là kiến nghị, đề nghị của tôi không được lắng nghe, ông Hùng bộc bạch. Đây là hình ảnh 4 cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự gồm cả Cục trưởng, Cục phó bị khởi tố vì ăn hối lộ trong chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch với giá cắt cổ. Chuyện mua suất trên các chuyến hồi hương, việc bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự cùng 3 cán bộ của Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước là liên quan đến chuyến bay thuê riêng trong thời điểm dịch bệnh. Tuy nhiên, trước khi có các chuyến bay thuê riêng này, công dân muốn về nước chỉ có thể đăng ký với đại sứ quán để về trên các chuyến bay hồi hương. Vì vậy, nhiều người phản ánh có khi họ phải mua giá vé chợ đen hoặc mua suất để có thể lên được các chuyến hồi hương này. Sau đó, một người phải chi trả thêm khoảng 2.000 đô la nữa. Người này cũng nói các suất trên chuyến bay hồi hương này không phải người nào cũng là mua suất mà có thể là thuộc diện xin cho từ quan hệ quen biết. Số còn lại là những người đăng ký nguyện vọng với đại sứ quán và thuộc nhóm đối tượng như nhà nước đề ra nên được lên máy bay. Từ đó, người này bình luận rằng, điều này cho thấy có những thời điểm mà xuất bay về nước là an nguy tính mạng thì người ta cũng sẵn sàng chi 10 đến 11.000 đô la để mua suất. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu đã được tư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như vì một cuộc chiến không một ai bị bỏ lại, một Việt Nam ngạo nghễ với năm châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam và tự hào quá Việt Nam ơi, rất nhiều khẩu hiệu được dư luận viên bấm link và chia sẻ hàng chục ngàn lần. Theo luật, cơ quan công quyền nên không được thu tiền ở nước bên ngoài ngân sách, cho nên đại sứ quán làm việc thông qua một số công ty mà họ chỉ định như chẳng ở Mỹ là công ty An Bình. Công ty này sẽ yêu cầu người dân gửi đúng số tiền đại sứ quán yêu cầu và khi nộp đủ họ xuất vé cho mình về. Thế nên, đoạn tham nhũng là việc mua suất để có tên trong danh sách mà công ty gửi email xác nhận có quyền được trả tiền để đi về trên chuyến máy bay giải cứu. Điều này có nghĩa là ai đi theo diện này sẽ phải trả tiền 2 lần. Thứ nhất là tiền mua suất để được lên chuyến bay và tiền vé. Người này phân tích như vậy. Một nhân chứng khác cung cấp các hóa đơn cho đài BBC tiếng Việt thì nói rằng vào khoảng 1 tháng trước khi có các chuyến bay thuê riêng này, ở Mỹ cũng bán những chuyến bay giải cứu
thông qua dịch vụ. Theo đó, giá vé một chiều từ Mỹ mà lại cho các Việt Nam ở đây thông báo là 2.500 đô la Mỹ, nhưng mua qua các phòng vé thì là 5.000 đô la Mỹ. Đăng ký với sứ quán không được, mua vé ngoài gấp đôi, ông Ngọc Sơn, người đã có hơn 17 năm làm việc tại Cộng hòa Séc đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng anh về nước vào tháng 11 năm 2021 trên chuyến bay giải cứu với giá vé tới 2.000 đô la euro nhưng chưa tính tiền cách ly. Tất cả những người ở Cộng hòa Séc muốn về vào thời điểm đó đều phải qua dịch vụ chứ không đăng ký được với đại sứ quán. Họ bán đầy, quảng cáo đầy và tôi liên hệ vì có nhu cầu về, nếu so với con số đại sứ quán thông báo thì giá hơn 2.000 euro mà tôi mua là gấp đôi. Nhưng vẫn được coi là thuộc tặng rẻ vì nhiều người đi cùng chuyến về cách ly chung với tôi nói rằng họ phải mua 2.800 đến 3.000 euro một chiều. Đây là hình ảnh trước khi bị bắt vài tháng với tội nhận hối lộ, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch. Tất cả kiều bào ở châu Âu có thuộc diện ưu tiên hay không thì không đăng ký với đại sứ quán được, mà đều phải qua các phòng vé dịch vụ này. Ông Sơn mô tả, ông được đưa đi cách ly ở Trung đoàn 126 tỉnh Hưng Yên với giá 120.000 đồng một ngày, nhưng điều kiện sinh hoạt và ăn ở thì quá tồi tệ. Phòng ốc không đủ vệ sinh và tiêu chuẩn. Khi được hỏi về hoàn cảnh, ông Sơn chia sẻ, chuyện mua vé máy bay mang tiếng là giải cứu, nhưng phải bỏ ra số tiền gấp 2-3 lần chứ không đăng ký được với đại sứ quán. Đã là điều mà ai cũng hiểu và chấp nhận ở bên này rồi. Nhưng ai có công việc như bố mẹ ốm đau thì phải chịu cái giá đó để về, vì thời điểm đó không có cách nào khác. Dù chúng tôi có thuộc diện ưu tiên mà sứ quán thông báo trên trang thì vẫn không thể nào đăng ký được ngay nên phải chịu thôi. Nếu chờ đại sứ quán duyệt thì có khi cả mấy tháng trời mà công việc cấp bách vậy ai chờ cho được. Ông Hoàng Hùng, người đang cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra về tình trạng nâng giá máy bay đã nói như vậy với đài BBC. Ông chia sẻ tiếp như sau. Các chuyến bay hồi hương có mục đích là giúp đỡ những người Việt đang bị khó khăn ở nước ngoài trở về nước. Những người Việt Nam tại nước ngoài có nhu cầu về nước, viết đơn đăng ký lên cơ quan đại diện Việt Nam. Sau đó họ sẽ xét duyệt theo mức ưu tiên. Khi được phía cơ quan đại diện chấp nhận, họ sẽ gửi email và chỉ định một phòng vé máy bay để trả tiền. Thế nhưng phần lớn là không nhận được trả lời của cơ quan đại diện Việt Nam cho phép về nước. Đây là hình ảnh. Vài tháng gần đây, người Việt đã bay về Việt Nam luôn chọn quá cảnh của Campuchia bởi vì chuyến bay giải cứu giá cắt cổ. Những người có nhu cầu về nước phải thông qua các phòng vé để mua vé về Việt Nam với giá rất cao. Thông thường là khoảng 4.000 đô la Mỹ và có giai đoạn lên đến 8.000 đô la Mỹ cho chuyến bay một chiều từ Séc về Việt Nam. Phía các phòng vé sẽ lo mọi khoản giấy tờ, kể cả việc lo chạy giấy tờ trên các cơ quan đại diện Việt Nam. Còn cụ thể họ chia chác tiền như thế nào thì tôi không biết cụ thể. Từ đó, ông Hoàng Hùng đặt câu hỏi, nếu không có tham nhũng thì tại sao người dân đăng ký vé về Việt Nam không được? Thế nhưng, nộp tiền cho các phòng vé, họ lại đăng ký được với các cơ quan đại diện Việt Nam. Quản trị viên của trang Tôi và Sứ quán cũng thông tin thêm như sau. Việc bắt giữ 4 đối tượng ở Cục lãnh sự là quá chậm, nhưng chậm còn hơn không. Vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, được nhiều người nói tới, các đơn thư, các đề nghị, kiến nghị v.v. được gửi cho các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Nhưng không ai giải quyết. Ngay cả chỉ đến tận bây giờ, nhiều lá đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ án cũng không biết gửi qua địa chỉ email nào của phía cơ quan điều tra. Mời các bạn xem bản tin người Việt tị nạn ở Thái Lan chờ đợi mòn mỏi và khó khăn nhưng vẫn hơn ở quê nhà. Dịp Tết Nhâm Dần 2022 năm nay, người Việt tị nạn ở Thái Lan không tụ họp đón mừng năm mới cùng nhau như những năm trước đây. Lý do là vì làn sóng dịch bệnh COVID-19 ở Thái Lan cũng tăng cao trong năm qua, khiến chính phủ nước này hạn chế tụ họp. Nhiều người tị nạn không tìm được việc làm, không có đủ tiền để mua sắm, chuẩn bị gì cho ngày Tết cả. Tết một mình, lặng lẽ. Chị Thu Nguyệt đang tị nạn ở Bangkok cho biết, người Thái Lan không ăn Tết cổ truyền giống Việt Nam. Trước Tết, chỉ có vài anh em tị nạn gói mấy cặp bánh tét chia nhau cho đỡ nhớ Việt Nam, chứ cũng không mua sắm gì cả. Vào năm 2021, cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, làn sóng dịch COVID-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực cho Thái Lan, nên người Việt tị nạn cũng khó tìm được việc làm hơn, hoặc nếu may mắn tìm được việc
thì cũng lo sợ bị cảnh sát Thái truy bắt. Đây là hình ảnh một khu nhà trọ mà người thượng sinh sống ở ngoại ô Bangkok. Chính phủ Thái không công nhận người tị nạn, cho nên người tị nạn dù đã được Liên Hợp Quốc cấp cơ chế tị nạn cũng không được phép đi làm việc theo luật của Thái Lan. Chị Nguyệt thì may mắn được người quen giới thiệu công việc nên Tết cũng tranh thủ đi làm, lùi thủi có một mình, chỉ đi làm rồi về nhà. Chị nói, ngày hôm nay gọi về nhà thì mẹ nói, nếu mà ở một mình bên này không về được, về thì chấp nhận bị bắt rồi về ở với mẹ, anh chị. Ở bên Việt Nam cũng nói lớn tuổi rồi mà sống ở bên này có một mình. Mẹ nói là còn anh chị em cũng thương, thôi bây giờ nếu mà không được thì quay về chịu án. Chị Nguyệt chạy trốn sang Thái Lan đến nay đã hơn 3 năm, được cấp quy chế tị nạn hơn 2 năm, nhưng từ đó đến nay không hề có tin tức gì về vấn đề tái định cư ở một nước thứ ba. Vài lần gọi điện cho cao ủy tị nạn hỏi thăm tình hình thì họ chỉ trả lời là phải tiếp tục chờ đợi, chứ cũng không biết khi nào sẽ có tin tức mới. Chị Nguyệt nói sau tiếng thở dài. Bây giờ chị thấy tương lai mịt mù quá, mình cũng hy vọng chứ, hy vọng rằng nếu mà có thể được thì trở về, mà không biết là có về được hay không. Con đường đi định cư ở nước thứ ba thì nói thẳng ra là nó rất mịt mờ, không có bất kỳ một tin tức gì, không báo gì hết. Đây là hình ảnh một buổi lễ cầu nguyện đạo tin lành của người thượng Bang Yai ở Thái Lan. Mỗi cuối tuần, chị cũng đến nhà thờ phụ giúp linh mục John Hùng Lê, là linh mục đại diện của hội tương trợ tị nạn ở Thái Lan, đi xin thực phẩm gần hết hạn của các siêu thị, rồi phân loại, chia lại cho đồng bào người thượng tị nạn. Mòn mỏi chờ được tái định cư, cuộc sống của người tị nạn ở Thái Lan cũng không chỉ khó khăn về vật chất, thiếu tình cảm của gia đình, mà họ còn phải sống trong cảnh chờ đợi, nuôi hy vọng sẽ sớm được tái định cư. Nhưng ngày đó không ai biết được khi nào sẽ tới. Ông Nguyễn Văn Tráng vượt biên qua Thái Lan xin tị nạn từ tháng 5 năm 2018, nói vậy. Ngày được cấp quy chế tị nạn vào năm 2019, chưa kịp vui mừng thì ông đã thất vọng với thông báo từ cao ủy tị nạn rằng chỉ có 1% người được cấp quy chế tị nạn được định cư ở nước thứ ba. Khi mình được cấp quy chế tị nạn thì họ thông báo rằng là chỉ có 1% người tị nạn được đi tái định cư mà thôi. Chờ đợi nó kéo dài từ tháng 3 năm 2019 cho đến giờ thì cao ủy chưa liên lạc lần nào để cập đến việc định cư ở nước thứ ba. Lúc đó cảm thấy khá là tuyệt vọng. Tuy nhiên vì không còn cách nào khác, do ở phía Việt Nam thì bị truy bức, truy nã và mình không có một con đường nào khác là phải chạy sang Thái Lan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tráng tham gia biểu tình phản đối Formosa hủy hoại môi trường khi còn ở Việt Nam. Cái số phận của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và mình không còn cách thức nào khác để có thể thay đổi được. Ông Nguyễn Văn Tráng bị phát lệnh truy nã vào hồi tháng 12 năm 2018 với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2022, chính quyền Việt Nam phát thư kêu gọi ông Tráng ra đầu thú với nội dung rằng nếu tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới, khi bị bắt sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vẫn tự do hơn ở Việt Nam, đây là điều mà người dân tị nạn Việt Nam tại Thái Lan chia sẻ. Siêu Thoan, một người thượng đưa cả gia đình trốn sang Thái Lan từ năm 2018 sau gần 20 năm chịu 3 án tù, cho biết cuộc sống ở Thái Lan dù có thiếu thốn cái ăn, cái mặc thì vẫn còn thoải mái tâm trí hơn nhiều khi còn ở Việt Nam. Anh Siêu Thoan kể từ đầu những năm 2000, chính quyền tỉnh Gia Lai không cho phép đồng bào người thượng theo đạo tin lành thực hành nghi lễ tôn giáo. Đất đai bao đời của người bản địa vẫn trồng trọt, làm dẫy, nhưng chính quyền đến cưỡng chế, thu hồi, nói là phải có bìa đỏ mới được công nhận là người có đất. Anh nhiều lần cùng dân làng chống lại nên bị bắt giam, lần đầu 6 tháng vào năm 2001. Đến năm 2004, anh Thoan bị bắt lần thứ hai với mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Và lần thứ ba, anh bị kết án 10 năm tù giam vào năm 2007. Cả ba lần đều bị cáo buộc về tội gây rối an ninh, theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Trong suốt 10 năm ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, vợ con anh chỉ đi thăm được có một lần, vì nhà nghèo, con nhỏ nên gia đình không thăm nuôi được. Đây là hình ảnh hàng cứu trợ của một số mạnh thường quân ở Houston, Texas, Mỹ, đóng góp được đưa đến Thái Lan nhân dịp Tết vào năm 2020.
Trong quãng thời gian đó, anh Thoan được các anh em tù chính trị khác như luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ cho đồ ăn, thuốc men cho mà dùng. Ra tù vào năm 2017, anh Thoan vẫn liên tục bị hành sách theo dõi nên anh phải tìm kiếm trốn sang Thái Lan. Ở Thái Lan, dù không được đi làm, vật chất cũng thiếu thốn đủ bề, nhưng ít nhất anh được đi lễ, được cầu nguyện mà không phải lo sợ bị bắt bỏ tù. Anh nói chung là cũng khó khăn, nhưng mà thoải mái hơn ở đất nước Việt Nam, là đất nước của mình đó. Kể cả ở đây phải làm chui thì cuộc sống vẫn còn thoải mái hơn ở Việt Nam rất nhiều. Thoải mái ở chỗ là vì cuộc sống con người mình được cầu nguyện với Chúa, thứ hai là được đi chơi chỗ này chỗ kia, suy nghĩ tư tưởng của mình nó thoáng thôi một chút. Anh nói ở đây anh được cao ủy cho tiền nhà, được nhà thờ phụ thức ăn, con cái được cho đi học đầy đủ. Dù phải đi làm chui để kiếm ít tiền cũng phải đủ trang trải. Với anh Thoan, cuộc sống ở Thái Lan đơn giản là vậy mà rất hạnh phúc, nhưng anh vẫn mong được quay trở về quê hương một ngày nào đó khi Việt Nam đã có tự do. Anh nói, mong muốn hiện tại bây giờ mình muốn được có tự do ở đất nước Việt Nam của mình, sớm có tự do để sớm được quay về quê hương của mình, thế thôi. Nếu tái định cư, đó là trường hợp đường cùng cũng muốn đi, nhưng mà kể cả đất nước của mình thay đổi là mình cũng muốn về. Đây là hình ảnh những chiếc thẻ cấp cho những người xin tị nạn do Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Bangkok cấp. Mong ước của ba người mà chúng tôi tiếp cận nói chuyện nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần vừa nêu cũng là tâm trạng của những người tị nạn khác tại Thái Lan mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trong nhiều năm qua. Anh chị em tị nạn luôn luôn chia sẻ với nhau, ví dụ người nào không có tiền đóng tiền nhà thì tụi em mỗi người góp lại một chút vài trăm bạt để chia sẻ với nhau. Hiện tại rất khó khăn về tài chính thì tụi em chia sẻ với nhau từng đồng, từng ký gạo, từng bó rau. Tiền nhà thì chủ Thái ở đây không bớt đâu. Người Thái được giảm 50%, nhưng mình là người tị nạn bất hợp pháp, chủ Thái họ không làm giảm tiền nhà cho mình. Bây giờ cũng không biết tính như thế nào. Chị Thảo, con gái ông Vương Văn Thả, người đang bị giam giữ tại trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, cho hay bây giờ nỗi lo không có tiền sinh sống đang át đi nỗi sợ lây nhiễm bệnh. Chị cùng chồng và con nhỏ phải chạy sang Thái Lan sau khi bố chị bị kết án tù. Mà thực tế vẫn theo lời chị Thảo, nhỡ có bị vướng Covid-19 thì người tị nạn ở Thái Lan như chị cũng không biết bám víu vào đâu, chị nói. Từ hôm dịch tới giờ khó khăn hơn trước gấp 10 lần. Hồi trước còn được cho gạo này kia, giờ dịch tràn lan, riêng gia đình em có con nhỏ thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều. Tạm thời không ai giúp đỡ, không ai đi làm được thì mình mượn đỡ anh em, giống như hỗ trợ lẫn nhau, mượn đỡ tiền nhà, tiền sữa, vân vân. Khi nào có thì hoàn lại, chứ hiện tại không biết làm thế nào. Nói chung, người tị nạn ở Thái Lan thì khó khăn như nhau, ra đường có giấy tờ đầy đủ, thậm chí người Thái họ còn bắt nữa huống chi người Việt không hợp pháp trên đất nước của họ. Người nào không có trẻ em, không có con nhỏ thì nó đỡ hơn chút xíu, còn gia đình có con nhỏ thì khó khăn hơn rất nhiều.